Hiện tại đang đứng cùng với anh Chi tại căn hộ mẫu 2 phòng ngủ dự án Di Antonia, là chị Thái Phương, đại diện cho đối tác cung ứng sàn bàn giao cho dự án. Cảm ơn chị Thái Phương đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Cảm ơn anh Chi. Xin chào các bạn. Mình là Thái Phương, đại diện phát triển thị trường cho sản phẩm Quickstep tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Rất vui khi có mặt tại nhà mẫu Di Antonia của Phương Mỹ Hưng ngày hôm nay cùng với anh Chi. Anh Chi được biết kỳ này thì chủ đầu tư sẽ bàn giao sàn gỗ Quickstep cho dự án căn hộ Di Antonia. Vậy thương hiệu Quickstep có gì nổi bật trên thị trường chị không nhỉ? Quickstep là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, được lựa chọn cho các dự án resort và khách sạn căn hộ cao cấp. Thì sản phẩm Quickstep là một thương hiệu của công ty Unilin. Thì Unilin là một công ty đến từ Bỉ, hiện tại cũng đã sáp nhập với tập đoàn Mohawk. Mohawk là công ty về sàn lớn nhất thế giới hiện nay. Và hiện tại sản phẩm của Mohawk cũng đã có mặt trên hơn 180 quốc gia trên thế giới. Không biết điều gì đã tạo nên dấu ấn cho sàn gỗ Quickstep chị Phương nhỉ? Quickstep là một sản phẩm rất là cao cấp. Thì đối với nhà máy Quickstep là mình lựa chọn những cái nguyên liệu cao cấp nhất, không chứa hóa chất độc hại và hoàn toàn an toàn cho sức khỏe. Thì như anh Chi được thấy tại nhà mẫu của Di Antonia là đang sử dụng dòng sản phẩm Impressive Pattern. Đây là sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Quickstep, với những cái hoa văn rất là tinh tế, đặc biệt và gần gũi với thiên nhiên. Thì ngoài ra đó, thì cái lớp phủ của sản phẩm này cũng rất là đặc biệt. Nó phủ mà như không phủ, nhưng mà thực tế nó được phủ bởi corundum. Đây là nguyên tố cứng nhất, chỉ sau kim cương thôi. Bởi vậy cái sản phẩm của mình gọi đây là công nghệ Strasga. Thì công nghệ này nó sẽ chống trầy xước tốt gấp 10 lần so với các sản phẩm thông thường hiện tại ở trên thị trường. Thì Phương sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ để cho Ánh Chi cùng các bạn có thể trải nghiệm được công nghệ này. Thì đây là một cái miếng giấy nhám. Và đây là sản phẩm mà không có công nghệ Strasga. Và đây là sản phẩm của Quickstep. Thì anh Chi có thể thấy đây. Thì theo như anh Chi và mọi người có thể thấy, thì cái bề mặt sản phẩm này nó ra cái bột màu trắng như vậy. Thì trên nguyên tắc về vật liệu, thì những cái nguyên tố mà yếu hơn nó sẽ bị phá hủy bởi những nguyên tố cứng hơn. Thì bây giờ Phương sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ cho anh Chi và mọi người cho cái sản phẩm Quickstep. Đây, anh Chi có thể thấy là bề mặt sàn của mình nó không có thay đổi về cái độ bóng hay là về màu sắc. Đó, thì mình thấy. Đó, Phương sẽ chà mạnh hơn. Đây, thấy chưa? Thì cái sản phẩm của mình nó chống trầy xước rất là tốt. Thì Phương sẽ làm thêm một cái thí nghiệm nho nhỏ cho anh Chi và mọi người nha. Đây, thì đây là cái loại sàn đã được sử dụng cho dự án Di Antonia. Thì đây là cây bút để Phương thử nghiệm. Đây, thì anh Chi có thể thấy. Wow. Đó. Thì mình có thể thấy là để dưới ánh sáng tự nhiên á, thì cái sản phẩm của mình nè, đây, nó vẫn không bị trầy xước, nó vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy thì mình sẽ hoàn toàn an tâm trong cái quá trình sử dụng hàng ngày. Đặc biệt là nhà có các trẻ nhỏ mà mình hay nô đùa đó, thì anh Chi sẽ không phải lo lắng gì nữa. Yeah. Ngoài ra sản phẩm của mình á, thì khi mà mình làm rớt cái gạt tàn thuốc ở trên cái sàn á, thì nó sẽ không gây bắt lửa, là nó sẽ rất là an toàn. Ngoài ra nó còn chống được cái tia UV, hay là mình xài cái sản phẩm này khi mà mình lau nhà bằng những cái nước lau nhà, thì nó cũng sẽ rất là an toàn trong việc sử dụng hàng ngày. Thì thêm một thông tin mà Phương rất muốn chia sẻ với Ánh Chi là về công nghệ chống nước ở trên bề mặt sàn gỗ. Đó là công nghệ Hydroseal. Không biết là Ánh Chi có từng nghe qua về công nghệ này chưa ạ? Dạ, nhờ chị chia sẻ thêm về thông tin này ạ. Thì đối với công nghệ Hydroseal chống nước ở trên bề mặt của sàn gỗ Quickstep, hiện tại là công nghệ chống nước tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Thì khi mà mình để nước ở trên bề mặt sàn gỗ, thì nước nó sẽ không có đi qua bề mặt. Đồng thời là đây là một cái demo về cái sản phẩm Quickstep. Thì mình có thể thấy là sau khi mình đã click cái hèm khóa lại với nhau, thì tại cái vị trí mối nối thì thông thường nước nó sẽ đi qua cái mối nối để nó phá hủy ở trong cái lớp bên trong của sàn. Nhưng mà công nghệ Hydroseal nó sẽ ngăn nước ở trên bề mặt. Thì như vậy khi mà mình đổ nước ở trên bề mặt á, thì nó sẽ động cái giọt nước ở đây. Thì như vậy là mình chỉ cần lau đi thôi, thì nó sẽ an toàn cho việc lau nhà hàng ngày của mình. Đồng thời là khi mà mình có em bé chơi đùa giỡn thì làm đổ nước ở trên sàn á, thì như thế là Ánh Chi và mọi người có thể hoàn toàn yên tâm là mình chỉ lau đi thôi, mà không có sợ là giảm cái tuổi thọ của sàn gỗ của mình về sau này. Theo cảm quan của Ánh Chi thì những mối nối này nó rất là khích. Vậy thì mình đã sử dụng công nghệ gì đặc biệt cho cái sàn này? Đây là công nghệ về hèm khóa Uniclick đó Ánh Chi à.
thì UniClick là công nghệ về hẻm khóa do Unilin phát minh và sở hữu bản quyền. Thì hiện tại là Unilin đang quản lý hơn 2.000 cái phát minh liên quan tới hẻm khóa. Thì sau khi mà mình click hai cái sản phẩm lên với nhau thì tại nhà máy bên mình sẽ test, thứ nhất là về cái độ cân bằng ở trên cái bề mặt sàn, thứ hai là mình sẽ dùng robot. Thì mình sẽ dùng hai con robot nè. Ví dụ như anh chị kéo ở một đầu như vậy và mình kéo ở một đầu như vậy, thì robot nó sẽ kéo cho tới khi mà cái mối nối này nó hở ra. Thì lúc đó bên mình sẽ công bố một cái lực khóa hẹp, đó là trên 400kg, thì nó mới tạo ra cái khoảng hở mối nối được. Thì như vậy là sau khi mà mình lắp cái sản phẩm này ở trên cái sàn của mình thì mình sẽ hoàn toàn không có lo lắng là nó gây ra cái khoảng hở. Thì khi mà khoảng hở ở trên cái hẻm khóa thì ngoài cái việc là nước nó đi vô cái sàn, nó phá hủy cái sàn, thì cái bụi bẩn nó đóng lâu ngày nó sẽ gây thâm 4 chiều cái hẻm. Thì như vậy nó sẽ mất đi cái độ thẩm mỹ. Thì cái công nghệ UniClick nó sẽ khóa chặt bề mặt sàn. Vâng, Phương tin chắc rằng với sự lựa chọn sàn gỗ Quickstep của dự án Di Antonia Phú Mỹ Hưng thì các gia chủ tương lai của căn hộ sẽ rất là hài lòng về chất lượng cũng như là về thẩm mỹ, độ bền của sản phẩm này. Xin cảm ơn. Qua những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời, chắc chắn mọi người cũng hình dung được sự chất lượng và đẳng cấp của dự án Di Antonia. Riêng anh Chi tin rằng đây sẽ là sự lựa chọn an cư sáng giá cho tất cả mọi người. Mọi thông tin chi tiết, mọi người liên hệ cho chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888. Một lần nữa, anh Chi rất cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.